Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn có thấy máy mình hôm nay có gì lạ không nào? Nếu các bạn để ý thì icon chuột của mình đang là một hình rất là ngộ nghĩnh. Vậy nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đổi icon chuột theo nhiều phong cách hết sức thú vị, cũng như tạo cảm giác và phong cách hơn trong việc sử dụng máy tính. Để hiểu rõ làm như thế nào thì mình mời các bạn hãy theo dõi video sau đây. Những bạn nào mới tới kênh của mình thì hãy cho mình một like và subscribe ủng hộ mình nha. Bây giờ thì intro và bắt đầu ngay thôi nào. All I feel is blue. Đầu tiên muốn đổi icon chuột thì chắc chắn chúng ta phải có bộ sưu tập của icon chuột. Và nếu các bạn chưa biết nguồn để lấy thì mình cũng sẽ giới thiệu luôn một trang web rất là nhiều icon chuột cho các bạn lựa chọn. Đó chính là trang web cursor4u.com. Và cái link mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Đây là một trang web tích hợp rất là nhiều dạng chuột 3D, hoạt hình, cartoon, anime rất là nhiều. Và nếu các bạn muốn chọn một cái nào đó, các bạn click vào, rồi các bạn sẽ nhấn vào phần download nè. Nhấn vào cái chữ download màu đỏ này các bạn, thì nó sẽ download cái icon đó về. Và trước khi download nó cũng sẽ hiện mẫu lên cho các bạn coi, nó hiện demo lên cho các bạn coi. Còn nếu các bạn muốn lựa chọn những icon khác thì nó sẽ ở bên góc tay trái, nó sẽ có nhiều tab cho các bạn lựa chọn. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái dạng như là cartoon, như là comic, như là cute food. Thì mình sẽ download một hai cái ví dụ về và đổi cho bạn xem nha. Ví dụ như là mình download cái con Wone nè. À con này không phải là... À con Event trong Wone đó các bạn, trong phim hoạt hình á. Thì nó cũng sẽ show demo cho bạn coi trước. Nếu bạn thấy thích thì các bạn nhấn vào cái nút download màu đỏ, mình sẽ download được về. Mình sẽ bắt đầu đổi nha. Mình có download hai cái nè, một cái Wone và một cái chuột 3D. Thì chúng ta sẽ mở cái thư mục mà download á, rồi chúng ta sẽ chép vào cái này, chép vào ổ C. Chúng ta sẽ vào Deep PC hoặc là máy computer, truy cập vào ổ C, rồi chép vào thư mục Windows. Kế tiếp là thư mục chuột các bạn, thư mục có tên là Cursor. Đây là cái thư mục chứa tất cả các icon chuột của mấy bạn. Và các bạn khi mà tải những icon mới về, các bạn phải bắt buộc chép vô đây. Và các bạn có một điều nữa, các bạn lưu ý cái nhớ cái tên của nó nè. Nhớ cái tên mà các bạn mới chép vào cho các bạn dễ tìm kiếm để các bạn đổi. Ok, chúng ta cứ nhấn Yes, ok thôi. Thì đây mình mới chép vào. Cái chuột mình có tên là CUR và TOO. Thì mình nhớ những cái từ đó thì xíu mình sẽ kiếm nó dễ dàng hơn. Cái bước mà chọn icon đã xong, chép icon vô máy đã xong. Bước thứ ba là chúng ta sẽ bắt đầu đổi. Đổi thì chúng ta sẽ vào Control Panel bằng cái cách và click vào cửa sổ, bấm Control Panel. Trên Win 7 hay Win 10 đều như vậy nha các bạn. Nhấn chữ Control Panel nó sẽ ra, các bạn tích vào. Tiếp theo sẽ chọn Hardware and Sound. Đây, rồi cái dòng đầu tiên luôn, Device and Printer. Bạn sẽ thấy chữ Mouse nè, click vào chữ Mouse. Qua cái tab thứ ba là Pointer. Rồi ở đây mình sẽ bắt đầu chọn nè. Ở dưới cùng bên phải sẽ có nút Row, là chúng ta sẽ chọn. Thì đây là lý do tại sao mình kêu các bạn nhớ tên nè. Các bạn đánh tên vào hoặc là các bạn nhấn chữ cái đầu tiên của cái con chuột á. Đây mình đánh chữ C nè là nó ra. Đó, mình sẽ đổi cái đầu tiên, Apply. Xong rồi các bạn. Vậy là chúng ta nhấn Apply OK, là chúng ta có thể sử dụng được một con chuột hết sức độc đáo và có thể thay đổi phong cách sử dụng máy tính của bạn hết sức thú vị luôn. Nếu các bạn muốn đổi về bình thường thì các bạn nhấn Browse lại, rồi các bạn đổi thôi. Mình đổi thêm một cái nữa cho bạn xem nè. Đây, cứ nhấn vào Open Apply hoặc là các bạn có thể double click cũng được. Rồi OK. Và nếu các bạn muốn đổi lại định dạng chuột ban đầu thì sao, thì các bạn gọt Browse. Và cái con chuột đầu tiên á, con chuột mà có tên này nè, đó chính là con chuột mặc định của máy tính. Thì các bạn bấm Open Apply thì nó sẽ ra cái hình dạng mặc định. Và chỉ đơn giản vậy thôi. Video của mình tới đây là hết. Nếu các bạn thấy hay hãy like và subscribe kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.